Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Huy có một điều rất là đặc biệt muốn giới thiệu với bạn, đó là cái cầu thang của công ty Huy. Ở đây, đây là bạn xem để quay video này. Đây, mời các bạn ra đây. Đây là cái cầu thang mà mình ấp ủ của bản nhân sự rất là lâu. Bây giờ bạn làm đây này. Đầu tiên là các cái câu mà mình muốn bạn nhân sự của công ty mình cùng thuộc lòng nó và để hăn xôi và nó tâm trí. Đầu tiên là gì ạ? Lắng nghe, đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ. Đúng không? Các bạn trong công ty chúng ta cần phải lắng nghe lẫn nhau, đồng cảm, thấu hiểu. Hành động nói lên lòng tốt của bạn chứ không phải là lời nói. Hãy luôn biết ơn những điều tốt lành. Chúng ta sống có lòng biết ơn, đúng không ạ? Học nữa, học mãi. Câu này mãi nói. Các bạn biết không ạ? Nếu biết comment phía dưới nhá. Câu này là chất lượng là nền tảng niềm tin. Dù chúng ta có quảng cáo như thế nào, quảng cáo nếu cái sản phẩm là không tốt, không có niềm tin nào được nuôi dưỡng cả. Trung thực đến tận cùng, không gian dối, không đổ lỗi. Ở đây là những cái triết lý kinh doanh, những lời hứa. Quy luật tập kiên cường, không dễ dãi, không chùn bước. Đó, đồng hành cùng đồng đội, không bỏ rơi, không chỉ trích. Hãy làm bừng sáng thế giới bằng tài năng và nỗ lực của bạn. Đúng không ạ? Đổi mới hoặc là chết. Kỷ luật là sức mạnh. Việc hôm nay chứ để ngày mai. Đánh giá bởi hành động chứ không phải lời nói, đúng không ạ? Tạo ra ý nghĩa từ những điều giản dị. Giúp đỡ và nhận lại tình thương. Sẵn lòng hỗ trợ và thay đổi cuộc đời. Chúng ta luôn sẵn sàng hỗ trợ người khác, đúng không ạ? Và luôn sẵn sàng thay đổi. Đôi khi im lặng cũng là cách để yêu thương. Hãy lao động và làm việc vì bạn và những người thân yêu của mình. Thiên hạ và học tập suốt đời, không so bì, không tự mãn. Khách hàng có tính chính là nguồn học vĩ đại nhất, đúng không? Khi chúng ta chinh phục những khách hàng có tính thì đấy là một trong những nguồn học rất là vĩ đại. Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Đánh giá mọi người qua trái tim chứ không phải hình dáng, đúng không? Hãy luôn sống tử tế và nhân từ. Cách bạn làm một việc chính là cách bạn làm mọi việc. Đó, đây là cái lối lên tầng 2, lối lên văn phòng của Huy đấy. Đây là văn phòng nhá. Bật điều hòa ra vào khép cửa nhà bạn ơi, tiết kiệm điện là bảo vệ môi trường. Đó, chúng ta cố gắng thực hiện đấy. Đây là các bạn phòng marketing. Đấy, không sai là mình vừa quay video xong đấy. Đấy, đây là vấn đề khách hàng hay gặp phải, đúng không? Người cao tuổi, đấy, thoái hóa, bị đau mỏi, bị người tai biến, những người mua để biếu tặng như là doanh nghiệp này, đúng không? Con tặng bố mẹ này, hay là các mối quan hệ, đúng không? Thể hiện bản thân. Đó, đây là những cái khách hàng mà sẽ dùng ghế bên mình. Đây là các bạn nhân sự đang chuẩn bị để mình học gì. Đó, vừa rồi là mình có giới thiệu với bạn về cái cầu thang, đúng không? Cái lối lên tầng 2 của công ty mình. Đó chính là những cái giá trị mà mình muốn các bạn nhân sự trong công ty chúng ta cùng thấm nhuần, chúng ta cùng phát huy. Và tại sao lại phải ghi ở trên cầu thang như vậy? Bởi vì cứ mỗi lần chúng ta đi, chúng ta lại đọc, chúng ta đi lại đọc thì nó sẽ hình thành vào trong cái tư tưởng, cái tư duy của mỗi người. Chứ còn nhắc một lần hai lần không nhớ được. Đó. Rồi, ok, xin chào bạn nhé, bye bye.